Giá cà phê hôm nay ngày 24 tháng 1, sáu động trước cuộc họp của Fed, Robusta giảm. Giá cà phê hôm nay ngày 24 tháng 1 trong khoảng 39.100 đến 39.900 đồng mỗi kg. Giới đầu tư và kinh doanh nóng ruột chờ đợi những thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 39.100 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 39.900 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 39.800 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 39.800 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 39.700 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 39.800 đồng mỗi kg, chư prong, ở Pleiku và Lager dại cùng giá 39.700 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 39.700 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giữ nguyên so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tạ tại London giao tháng 3 năm 2022 giảm 14 USD mỗi tấn ở mức 2.213 USD mỗi tấn giao tháng 5 năm 2022 giảm 13 USD mỗi tấn ở mức 2.179 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3 năm 2022 giảm 5,75 CLB ở mức 237,9 CLB, giao tháng 5 năm 2022 giảm 5,7 CLB ở mức 238,1 CLB. Tổng kết tuần trước, thị trường trong nước tăng thêm 200 đồng mỗi kg. Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3 năm 2022 giảm 15 USD mỗi tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 3 năm 2022 giảm 1,8 cent LB. Chuyên gia Nguyễn Quang Bình nhận định, tâm lý thị trường tài chính tuần qua sáu động trước phiên họp quan trọng đầu năm 2022 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, dự kiến diễn ra ngày 25 tháng 1, giới đầu tư và kinh doanh nóng ruột chờ đợi những thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ. Lạm phát ở các nước càng phổ biến, thì nghi ngờ về những thay đổi với biện pháp mạnh lại càng cao. Về phía nhà đầu tư và kinh doanh, họ càng chuẩn bị tâm lý kỹ bao nhiêu thì càng hoang mang bấy nhiêu và thị trường phản ánh đúng điều ấy trong tuần qua. Giá các sàn chứng khoán chỉ số Mỹ có tuần giảm tệ nhất tính từ đầu năm 2020, chỉ số chứng khoán nhiều nước cũng giảm theo như Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ấn Độ, riêng Trung Quốc không đổi. Cùng với đó, các sàn kinh doanh tiền kỹ thuật số cũng rớt thê thảm, ngược lại giá vàng và dầu thô lại tăng. Bị chuyên gia đánh giá, có lẽ do quá nhạy cảm với các chính sách tiền tệ nên cả hai sàn cà phê thương phẩm tuần qua giảm nhẹ, dù thông tin cho rằng người uống cà phê tại quán ngày một đông hơn. Phân tích trên đồ thị kỹ thuật tuần qua cho thấy, không chỉ mất mốc tâm lý quan trọng một cách dễ dàng, giá cà phê Robusta trên sàn London đã để mất luôn nút chặn quan trọng 2.247 USD để rồi phải chạy thẳng xuống 2.201 và chốt ở mức giá 2.228 USD nếu lấy đỉnh 2.384 phần 2.381 lập vào hai ngày giao dịch cuối cùng của năm trước, thì kể từ đó trở đi, giá Robusta lan đơn chủ yếu theo chiều giảm nhưng dừng lại tại 2.201, chính là điểm gặp ma 100 nằm tại 2228 là vùng tranh vênh vì nếu như muốn người mua quay lại, London phải làm lại từ đầu như phải tấn công các cửa điểm 2.255, MA5 và 2279 279 Mở 50 để tìm cách bươn lên vùng 2.300 sau khi phải vượt 2 ma 10 giả sử sức mua yếu. London có thể mất lại 2.201 và bây giờ mở đường cho đợt giảm mạnh khác để về vùng 2.188 phần 2.181, thậm chí về 2.140 phần 2.125 như dự báo của giới chuyên gia. Giá tiêu hôm nay ngày 24 tháng 1 tăng 3.540 đồng kg tuần, nhiều thách thức năm 2022. Giá tiêu hôm nay, ngày 24 tháng 1 trong khoảng 79.500 đến 82.000 đồng mỗi kg. Tổng kết tuần trước, giá tiêu tăng 4.000 ở các tỉnh Tây Nguyên, tăng 3.500 đồng mỗi kg tại khu vực Đông Nam Bộ. Tại tỉnh Đắk Lắk, đàn ông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 81.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh gia lai, giá tiêu hôm nay ở mức 80.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 79.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa. Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 82.000 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 81.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay đi ngang ở các vùng trồng trọng điểm so với cùng thời điểm hôm qua, giá tiêu trong nước chững lại một phiên sau 6 ngày tăng liên tiếp. Tổng kết tuần trước, giá tiêu tăng 4.000 đồng mỗi kg ở các tỉnh Tây Nguyên, tăng 3.500 đồng mỗi kg tại khu vực Đông Nam Bộ. Trong báo cáo mới nhất của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, VPA Cơ quan này đánh giá cán cân cung cầu năm 2022 chuyển dần về trạng thái cân bằng. Sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2022 dự báo thấp hơn nhu cầu, nhưng lượng hàng tồn kho năm 2021 có thể giúp đáp ứng nhu cầu năm 2022. Thị trường có các yếu tố hỗ trợ giá theo xu hướng tăng, tuy nhiên, khả năng biến động giá có thể xảy ra nếu có sự tham gia mạnh của các nhà đầu cơ. Đi cùng với sự tăng giá sự gia tăng mạnh của các yếu tố đầu vào do lạm phát khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp sụt giảm đáng kể. Đặc biệt, cước vận tải biển đã tăng hơn 500% trong năm qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lạm phát thế giới năm 2022 sẽ dự báo sẽ tác động mạnh đến chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có hồ tiêu. Sản xuất hồ tiêu Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục gặp bất lợi do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cùng các nguyên nhân khách quan như sốt giá đất, giá phân, giá thuốc, nhân công tăng. Dự báo năm 2022 sản lượng hồ tiêu Việt Nam giảm so với năm 2021 sẽ làm cho giá tiêu tăng trong thời gian tới. VPA nhận định, đại dịch toàn cầu từ năm 2020, gần đây nhất là việc xuất hiện biến chủng ozon vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế toàn cầu trong đó có thị trường quan trọng của hồ tiêu Việt Nam như Mỹ và các nước châu Âu, khu vực Nam Á. Chính sách Zero Covid của Trung Quốc cũng tác động không nhỏ tới thị trường khi 90% lượng hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu đi Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Việc tắc nghẽn ở các cửa khẩu, việc thắt chặt việc đi lại tại thị trường nội địa Trung Quốc khi phát hiện ca dương tính sẽ làm cho việc tiêu thụ hồ tiêu của Trung Quốc giảm xuống. Bên cạnh đó, việc tham gia các hội trợ, triển lãm quốc tế trong năm 2022 khả năng sẽ khó thực hiện làm giảm đi việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường và khách hàng mới của các doanh nghiệp.